Theo tờ Telegraph Anh, nhiều lính người dân tộc Gurkha đã gia nhập lực lượng Wagner sau khi Ấn Độ thắt chặt các quy định quản lý việc tuyển dụng binh sĩ Nepal vào quân đội nước này. Nhiều lính Gurkha đã chia sẻ các video cho thấy họ được huấn luyện sử dụng súng tại các căn cứ ở Nga và Belarus, ăn tối trong các căng tin quân sự và thảo luận về những rủi ro tiềm tàng khi chiến đấu ở Ukraine. Anh Umesh Sahi, một người dân tộc Gurkha, nói với Telegraph rằng anh quyết định gia nhập Wagner khi biết Moscow đang trả lương hậu hĩnh cho lính đánh thuê. Một người Gurkha khác cho hay đã hoàn thành tấm bằng y khoa ở Nga và gia nhập lực lượng Wagner vì sẽ thất nghiệp nếu trở về Nepal. Anh tiết lộ đang nhận được 290 bảng Anh khoảng 9 triệu đồng cùng với bảo hiểm trong quá trình huấn luyện, đồng thời sẽ có quốc tịch Nga trong vòng 1 năm tới. Người này cũng cho biết hơn 10 công dân Nepal đang được huấn luyện chuyên sâu cùng các chiến binh nước ngoài tại một căn cứ gần biên giới với Ukraine. Theo tờ báo Anh, ít nhất 50 người Gurkha được cho là đã gia nhập nhóm Wagner kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine đến nay. Khoảng 200 công dân Nepal đã gia nhập quân đội Nga. Nguyên nhân chính khiến người Gurkha gia nhập nhóm lính đánh thuê Wagner được cho là bởi nhóm người dân tộc Nepal này đã bị Ấn Độ hắt hủi. Vào năm 2022, Ấn Độ đã thông qua kế hoạch Anipat, siết chặt quy định tuyển dụng binh lính mới vào quân đội, thay thế việc làm dài hạn nhiệm kỳ 15 năm với lương hưu suốt đời bằng các hợp đồng ngắn hạn 4 năm và loại bỏ trợ cấp hưu trí cho các binh lính. Đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc các chiến binh Gurkha tìm đến Nga. Quốc gia đã nới lỏng các yêu cầu về tư cách công dân nhằm chiêu mộ các chiến binh gia nhập lực lượng của nước này trong cuộc xung đột tại Ukraine.